Rồi ok, xin chào tất cả các bạn. Thì mình là Ngọc Duy, mình là admin của kênh Ngọc Duy G-Shocker. Thì hôm nay mình sẽ cùng với đồng hồ Hải Triều đem các bạn một cái bài review nhanh và cũng như là hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái đồng hồ G-Steel GST-S110 này. Và đây cũng là được xem như là một trong những cái dòng đồng hồ G-Steel mà được rất là nhiều người ưa chuộng, bởi vì cái thiết kế nó vừa thể thao mà nó vừa gọi là tinh tế và thanh lịch của nó. Rồi, mời các bạn cùng đón xem nha. Thì trước mặt các bạn, đây là con G-Steel GST-S110. Và đây là cái dòng cơ bản nhất, cũng là cái dòng đầu tiên của Casio G-Shock G-Steel. Và cái mặt của nó sẽ được làm full bằng thép không rỉ luôn, cho nên là cảm giác đầu tiên khi mình cầm mà nó sẽ khá là nặng so với những cái đồng hồ G-Shock khác. Rồi, thì đây là mặt sau của nó. Nó có cái tên GST-S110 là tên của đồng hồ này, và cái mã máy 5445, số cũng rất là đẹp. Và con này sẽ chịu nước được là 23, có nghĩa là khoảng 200m tính từ mặt nước xuống dưới độ sâu 200m. Và 23 này có thể được xem là một cái tiêu chuẩn chống nước của G-Shock luôn, nó chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Và dây của nó sẽ là một cái dây bằng cao su. Thì con này tới bây giờ nó có rất là nhiều phiên bản của G-Steel, và có cả cái phiên bản là dây này là bằng kim loại. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nếu mà mình thực sự là mình cần một công việc nó nghiêm túc và mình sử dụng cái đồng hồ trong cái công việc nghiêm túc đó, thì mình hãy xài cái dòng mà nó có dây kim loại. Tại vì cái dòng đó là nó vừa nặng mà nó như là giá tiền nó sẽ đắt hơn là cái dây cao su như thế này rồi. Và nếu như đeo nó sẽ không thế nào, nó ôm tay mình thoải mái bằng dây cao su này. Nên là nó là một cái lưu ý cho các bạn khi mình chọn mua đồng hồ G-Steel. Và đây cũng sẽ là một cái khóa bằng kim loại và một cái đồ giữ dây bằng cao su, khá là cơ bản thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ xem qua được những cái chức năng của con này là nó sẽ cho mình được những chức năng gì nha. Rồi, thì đầu tiên chức năng xem giờ hiện hành thì mình sẽ xem được là thứ nè, ngày, tháng. Con đồ adjust đã chuyển qua xem giờ và phút, dưới này sẽ có dây nó chạy. Thì nếu các bạn cảm thấy là mình có thể xem giờ bằng hai cái kim này rồi thì các bạn bấm nút adjust nè, thì nó sẽ chuyển qua là nó là ngày với thứ. Thì mình sẽ xem được là vừa thứ, giờ, phút, giây rồi ngày thứ luôn. Mà theo thói quen mình thì mình vẫn muốn xem được cái giờ chính xác là bao nhiêu, tại vì mình là học sinh á, mình cũng không muốn đi học trễ rồi. Rồi, bấm nút mode để chuyển qua những tính năng tiếp theo. Rồi, thì đầu tiên là world time, nghĩa là giờ thế giới. Thì ở đây nó sẽ cho mình xem được những cái múi giờ khác nhau trên thế giới nha. Đó, các bạn bấm nút search để mà mình di chuyển qua những cái múi giờ khác nhau. Và nó sẽ chạy lại cái tên cho mình luôn nha. Đó, sẽ trực quan cho mình, chứ thay vì mình phải ngồi mình đoán mấy cái ký tự này thì nó cũng hơi mệt. Ví dụ là MOW mình sẽ nghĩ đó là Moscow, là Moscow, thủ đô của Liên bang Nga. Và hiện giờ, giờ ở Moscow đang là 6:28. Tiếp theo, STW có nghĩa là giờ thể thao, mình sẽ đếm tới. Bắt đầu bằng nút search nè. Giờ này bằng nút search và reset bằng nút adjust. Rồi, tiếp theo là timer, nghĩa là đếm ngược. Thì mình sẽ cài đặt giờ đếm ngược ở đây bằng nút điều chỉnh nút adjust nè. Mình nghĩ đây là phút và đây là giây. Còn đây là phút thì mình sẽ cho nó chạy thử là 5 giây coi sao. Và bất kỳ cái chế độ mà mình chỉnh sửa thì hai cái kim sẽ né ra khỏi ba cái màn hình để mình có thể nhìn cái màn hình nó trực quan hơn, khá là thông minh đúng không? Rồi bắt đầu nè, nó sẽ bắt đầu đếm lùi. Đó là cái tiếng mà khi mà nó báo mình biết là mình đã đếm lùi hết thời gian. Và cái tiếng này cũng sẽ là cái tiếng alarm, là cái tiếng báo thức của nó luôn nha. Rồi, on nút mode. Rồi, tiếp theo thì alarm. Con này sẽ hỗ trợ mình là 1 nè, 2, 3, 4, 5. 5 alarm luôn. Nhưng mà nó sẽ không có cái gọi là cái mà alarm mà lặp lại 5 phút một lần á. Những cái alarm này mình bấm nút tắt một cái là nó sẽ im luôn, chứ nó không có kêu thêm nữa đâu. Thì để cài đặt alarm mình cũng sẽ đè giữ nút adjust nè. Rồi, thì đây là giờ. Dưới này để tăng và nút ở trên này để giảm, nút like để giảm. Tiếp theo là phút, cùng dưới này để tăng và trên này để giảm. Rồi các bạn để ý,
một tí xíu ở phía dưới nó lại che mất cái màn hình ở dưới rồi. Nè, dưới này sẽ hiện cái chữ on. Thì khi mình đã chỉnh sửa giờ giấc xong á, mình thoát ra thì mình phải để cho đó cái chữ on này nó hiện lên nha. Chứ nó không hiện lên thì các bạn có chỉnh cái giờ này nó cũng sẽ không kêu đâu. Đó. Hoặc là các bạn muốn nó nhớ cái giờ alarm của mình mà các bạn không muốn nó kêu á, thì các bạn nút adjust nè. Nó sẽ chuyển thành hai cái dấu gạch. Còn nếu các bạn muốn nó báo thức cho mình á thì các bạn nút adjust cho nó chuyển thành chữ on. Nếu các bạn nhớ nha, chứ mình chỉnh giờ đã đời xong rồi nó không kêu như không. Và hết. Thì nãy giờ mình bấm qua mình có cái cảm giác là nó sẽ hơi chậm. Khi mình nghĩ là sau những đồng hồ siêu sốc khác á, mình bấm nó sẽ chuyển liền. Nhưng mà cái con này á, mình bấm mình cảm thấy nó có một cái độ chậm tí xíu. Có thể các bạn, nếu các bạn chưa dùng siêu sốc nhiều, các bạn sẽ thấy là nó bình thường. Nhưng mà theo mình thấy thì nó sẽ có một độ chậm tí xíu. Thì lý do tại sao nó lại chậm như vậy? Thì ban đầu mình nghĩ là nó cũng có vấn đề gì. Nhưng mà thật ra là nếu mình bấm giữ nút mode thì bạn để ý là cái chỗ cái ô mà có chữ hands. Chữ hands nghĩa là bàn tay, nhưng mà đối với đồng hồ thì hands nghĩa là cái kim. Thì nó sẽ chớp lên cái chữ hands này, nghĩa là cái kim nó sẽ né ra khỏi cái màn hình để mình có thể xem giờ hay là coi giờ quốc tế, bấm giờ thể thao cho nó thuận tiện hơn. Nên coi là một cái tính năng khá hay của con này. Cho nên là khi mình bấm nút mode á, nó sẽ chậm một tí xíu để nó coi thử là mình có giữ hay không, mình muốn xem chức năng tiếp theo hay là mình muốn cái kim nó né ra khỏi màn hình. Nên nó sẽ có một độ chậm tí xíu để nó coi thử là ý mình sao. Đó, đó là thông minh đúng không? Và để trở về lại kim bình thường là mình cũng đè giữ là nút mode thôi, thì nó sẽ trở về cái kim chỉ giờ bình thường. Khá là hay. Rồi. Và con này nó cũng sẽ có năng lượng mặt trời, như là touch solar đó các bạn. Cho nên là nếu các bạn không đeo, các bạn để một chỗ nào nó có nắng tí xíu, chứ các bạn đừng để vô góc. Vô góc thì nó sẽ làm hụt pin khá là nhanh. Và dưới này nó sẽ có ba cái ô. Ô đầu tiên sẽ là chữ H, nghĩa là high, nghĩa là mức pin nó nằm ở mức cao. Ở giữa là M, nghĩa là medium, là mức trung bình. Và cuối cùng có chữ L màu đỏ là nước mức low, nghĩa là mức thấp. Thì khi mà tới mức này rồi thì mình khuyến bạn nên để ra nó phơi nắng trong khoảng 2-3 tiếng thì nó nạp lại năng lượng để nó tiếp tục hoạt động. Rồi ok. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách như thế nào để mà chỉnh sửa giờ giấc của con này. Rồi mình sẽ đè giữ nút adjust ở chế độ xem giờ hiện hành nha. Rồi thì đầu tiên sẽ là chỉnh múi giờ. BKK nghĩa là Bangkok, nó sẽ chạy luôn tên chữ Bangkok. Thì mình ở Việt Nam, ở nguyên Việt Nam luôn, dù Hà Nội hay Sài Gòn thì đều xài múi giờ của Bangkok hết. Tại vì Hà Nội và Sài Gòn của mình chưa có đủ lớn, chưa có đủ đặc biệt nữa mà nó là một cái múi giờ riêng. Khá là tiếc. Thì bấm nút Search nè, để chuyển. Và nút Like để đi ngược lại. Nút Search này nó sẽ đi qua phía đông của Bangkok. Và nút Like này sẽ đi qua phía tây của Bangkok. Rồi tiếp theo là DST, có nghĩa là giờ mùa hè. Thì ở bên nước ngoài á, mùa hè ta sẽ cộng thêm 1 tiếng vào giờ của người ta. Đó, các bạn thấy là nó lên 1 tiếng. Nhưng mà mình ở Việt Nam hay là các nước châu Á nói chung thì chức năng mình không có xài đâu. Rồi, tiếp theo là nó nháy 24 giờ, có nghĩa là cách mình xem giờ thôi. Nếu mà các bạn để 24 giờ này nè, là từ 1 giờ chiều sẽ để là 13 giờ, 2 giờ chiều sẽ là 14 giờ. Nhưng mà nếu các bạn để chế độ là 12 giờ thì 1 giờ chiều sẽ để là số 1 và có thêm chữ PM nữa, thì đó là tùy mình thôi. Rồi đây là giây. Thì nếu nó từ 0 đến 30 giây á, các bạn bấm nút Search thì nó sẽ trở về 0 lại. Còn nó lố vào 30 giây như thế này rồi thì bấm Search á, thì nó sẽ cộng đây 1 phút nè. Thì cái này để mà các bạn cân chỉnh đồng hồ đúng tí từng giây á, thì các bạn chỉnh cái này thôi chứ nó cũng không có quá quan trọng. Rồi đây là giờ, cũng dưới này để tăng và trên này để giảm. Phút cũng vậy. Và năm, thì cái này sẽ tự động mình tới năm 2099 lần. Các bạn yên tâm là nó sẽ không có gọi là hết hạn về cái lịch của nó đâu. Nè, cũng sạch để tăng lên và like để giảm xuống. Đây là tháng và ngày, cũng dưới này để tăng và trên này để giảm. Nó sẽ tự động dựa vào cái ngày tháng năm này để mình nó cho biết là mình là thứ mấy. Khi và có nút gọi là nút nhạc á, thì khi mình bấm nút thì nó sẽ kêu tiếng tít tít. Còn nếu các bạn sợ ồn, các bạn sợ ảnh hưởng đến cái môi trường làm việc thì các bạn bấm nút Search nè, nó chuyển qua chữ Mood, nghĩa là nó sẽ bấm nó sẽ không kêu gì hết.
LT1 nghĩa là cái thời gian mà cái đèn nó sáng thì nó để số 1 thì nó sẽ sáng trong vòng 1 giây rưỡi. Còn để số 3 thì sẽ sáng trong vòng 3 giây. Rồi, ở đây sẽ để cái sẽ hiện tới cái chữ là BS. Thì BS nghĩa là viết tắt của chữ Power Saving, nghĩa là nó là tiết kiệm năng lượng á. Tại vì nó có năng lượng mặt trời, cho nên là cái pin cơ bản của nó sẽ không có mạnh. Nên các bạn, nếu các bạn cảm thấy là mình không có đem ra ngoài hàng ngày, mình không có đem cho nó và nó sử nắng được hàng ngày, thì các bạn hãy để on cái chế độ mà Power Saving này lên. Nên là khi nào các bạn tháo ra, các bạn để ở một nơi mà nó tối á, thì nó sẽ tự động nó tắt hết màn hình đi, mà nó vẫn sẽ nhớ được cái giờ nha. Như vậy nó sẽ gọi là nó sẽ tiết kiệm được cái năng lượng cho mình. Còn nếu không, các bạn để qua chữ off. Đây nó viết sai chính tả nè. Off là phải hai chữ F mới đúng, chứ để có một cái chữ F. Nhưng mà cái màn hình nó bé thế này thì chỉ thiệt được tới đó thôi. Rồi, như vậy là hết. Rồi, sao đây? Cái đèn. Và đèn con này sẽ là một cái đèn trắng, rất là sáng nha. Sáng hơn nhiều so với những đồng hồ sống thường khác. Tại vì bây giờ đang là trời sáng á, nhưng các bạn sẽ không thấy được. Nhưng mà vào ban đêm nó sẽ rất là sáng. Và trên hai cái kim sẽ có cả dạ quang nữa, nên là mình sẽ yên tâm là việc xem giờ trong buổi tối sẽ rất là dễ dàng đối với con này. Tuy nhiên, các bạn thấy là cái mặt của con này nè, nó là bằng thép. Nó đem lại cái sự sang trọng cho đồng hồ này, mà cũng sẽ đem lại một cái gọi là một cái bất lợi cho đồng hồ. Nghĩa là khi mình sử dụng á, mà mình lỡ mình làm xước một cái là mình sẽ không, rất là khó để mà sửa được cái lỗi đó. Hay là nặng hơn là các bạn té xe thì cái đồng hồ sẽ cứu được cái bàn tay đeo đồng hồ các bạn, nhưng mà nó sẽ nát bét luôn. Cho nên là các bạn nhớ giữ tí xíu. Tại vì những cái đồng hồ shop mà nó dây cao su thế này, các bạn thay vỏ hay là đánh bóng kính nó sẽ rất là dễ. Còn cái con này thì cái vỏ bên ngoài bằng kim loại á, nó mà bị hư là hơi bị mệt. Rồi ok, thì như vậy là mình đã cùng với các bạn đi qua hết tất cả những tính năng của con này. Thì về tổng quan mình thấy con này là một đồng hồ nhìn vừa thể thao mà vừa rất là tinh tế. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ thích hợp cho những cái người mà làm việc ở văn phòng hơn, là những cái bạn học sinh hay là những người hay chơi thể thao. Tại như nãy mình đã nói là nó có cái nhược điểm là dễ trầy. Thì các đồng hồ kim loại nói chung nó cũng sẽ bị trầy như vậy thôi, chứ không phải là riêng con này. Nhưng mà dù sao cũng là một cái đồng hồ rất là đáng mua nếu các bạn vừa cần cái sự thể thao mà vừa còn sự tinh tế. Và nghĩa là mức giá của con này sẽ phù hợp vào cho dân văn phòng, nghĩa là những người lớn hơn, những bạn học sinh. Thì đó tùy các bạn cứ việc cân nhắc kỹ trước khi mua con này, tại vì nó cũng không phải là một cái giá quá rẻ như những cái đồng hồ G-Shock khác. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình và đồng hồ Hải Triều. Thì các bạn có câu hỏi, các bạn có đặt phần dưới phần comment nha. Và nếu thấy hay, các bạn hãy like, share và subscribe cho đồng hồ Hải Triều. Rồi, chào tất cả các bạn.